tuần này. Tại tập tiếp theo của vòng chọn đội, những chiếc vé may mắn còn lại sẽ thuộc về ai? Những phần trình diễn đặc sắc nhất, những lời mời gọi hấp dẫn đến từ các vị huấn luyện viên. Hãy ở bên nhau, say bước chung đôi, cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc. Đều đã xem nhau như cả cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu hời. Trái mộng tươi, tim rung ta tươi, cô nhân đâu còn thăm hỏi ai ơi. Ngày hôm nay em hát bài này hoàn toàn không đạt. Cái điều đó là em tự đưa mình vào cái ngõ cụt. Chị bực dễ sợ luôn á. Chị muốn lên chị quýnh dễ sợ luôn á. Nếu em về với đội anh chắc chắn là sẽ đưa em đi vào rất 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 xa. Tập 7 của vòng chọn đội sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 28 tháng 7 năm 2019 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại ngày hôm sau lúc 13 giờ thứ hai ngày 29 tháng 7 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.